Xuất phát trong đội hình của Cần Thơ Catfish ngày hôm nay gồm có số 17 D'Angelo Hamilton. Pha tấn công đầu tiên chưa thể mang về điểm cho Sài Gòn hết. Bram Griffin đường truyền ra cho Lê Ngọc Tú và 3 điểm từ Tú Kobe. Cuối cùng thì Sài Gòn Heat với sự tỏa sáng của Phú Vinh, Hassan vẫn có được chiến thắng, có steal cho Bram Griffin. Vẫn là Bam, Bam lên rổ và 2 điểm cho Bam Bam Bam. 5-0. Sài Gòn Heat vẫn đang đi tìm kiếm điểm số đầu tiên. Kencho Buckley, Buckley rất mạnh mẽ và anh mang về 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Griffin vẫn đang lựa chọn và anh chọn Hamilton, đường truyền quá thuận lợi rồi và không thể khác được, 2 điểm cho Lê Khắc Đăng Khoa. Đây mới là miền đất lành với cá ba sa hay chăng? Bỏ trong tay của Hassan Thomas, một quyết định ném 3 điểm nhanh. Có 3 điểm cho Hassan Thomas, cú ném ngay trước mặt của D'Angelo Hamilton. Họ đã có 3 năm vào final và có được một chiếc vô địch. Cú ném ở góc không chính xác của Lê Khắc Đăng Khoa. Kencho Buckley. Buckley có yểm trợ từ Phú Vinh nhưng Buckley lại để mất bóng rồi. Và tiếp tục là Lê Khắc Đăng Khoa. Goaltending. Goaltending của Kencho Buckley. Rõ ràng đây là thời điểm mà phong độ của Sài Gòn Heat đang có những chệch choạc sau quãng thời gian thiếu thành công ở Central Line. Người để mất bóng là Phú Vinh. Kencho Buckley cố gắng cản phá. Đang đẩy lại cho Phú Vinh. Tiếp tục là Hassan. Còn nhiều thời gian cho Sài Gòn Heat. Kencho Buckley. Hamilton liên tục bị switch ra cánh. Kencho Buckley tiến thẳng vào trong và end one. Và xử lý quá đẳng cấp của KB. Đây là thời điểm mà những ngôi sao như Kencho Buckley cần phải lên tiếng để đưa Sài Gòn Heat trở lại trận đấu. Vì một lý do nào đó lại mất hút. Bam Griffin cú ném tay trái và có 3 điểm, lại là Bam Bam Bam. Điểm số của trận đấu lúc này đang tập trung vào 4 cầu thủ. Mỗi đội chỉ có 2 người ghi điểm mà thôi và bây giờ đã có cầu thủ thứ 3 ghi điểm cho Sài Gòn Heat. Còn 10 giây cho đợt tấn công của Sài Gòn Heat. Hassan Thomas cú ném tầm trung và 2 điểm nữa từ Hassan. Chưa có điểm cho tình huống xử lý của Nguyễn Quang Huy. Bây giờ thì cao thủ Sài Gòn Heat sẽ có cơ hội để vượt lên. Kencho Buckley rất đơn giản. Khởi đầu rất tốt nhưng Catfish đang liên tục bỏ phí những field goal của mình ở ít phút vừa qua. Michael Soy kiến tạo thuận lợi và lần này thì Brayton Griffin đã có điểm sau pha chạy cắt đáy chai. Hoàng Tú được chuyền cho Phú Vinh. Tuyệt vời. Vẫn đang là Michael Soy. Cú ném trung bình. Pha xử lý tốt của Michael Soy. Cách biệt lại được nâng lên một chút cho Catfish. Kencho Buckley ném 3. Tuyệt vời Kencho Buckley. Lại là Kencho Buckley. Vẫn là Buckley và Bam Griffin. Nhưng Buckley quá mạnh mẽ. Những người thậm chí có rất nhiều trận không được vào sân ở trạng tập trung. Cú ném của Phú Vinh quá nhẹ nhàng và gọn gàng. Griffin. Bam Griffin đi bóng vào chỗ khó rồi nhưng vẫn đẩy được cho D'Angelo Hamilton. Và đây là khoảng trống cho Huỳnh Thanh Tâm. 3 điểm được ghi cho Cần Thơ Catfish. Hoàng Tú. Bóng trong tay của Hassan Thomas. Kencho Buckley và Bam Griffin. Rất khó cho Griffin. And one. Sẽ có thêm một quả ném phạt nữa cho Kencho Buckley. Một trong những cầu thủ có chỉ số foul on cao nhất ở VBA. Để có thể ngăn cản được Kencho Buckley thì hầu hết các đội đều phải chọn giải pháp là phạm lỗi với anh. Nhưng tỷ số lúc này là 27-32, cách biệt 5 điểm. Và đột phá của Kencho Buckley. Một lần nữa thì Bam Griffin lại không cản nổi Kencho Buckley. Có lẽ Cần Thơ Catfish nên nghĩ tới việc phòng ngự liên phòng. Chứ cứ để Bam Griffin bắt 1-1 với Kencho Buckley thì rất khó. Lê Ngọc Tú móc rổ tốt và điểm cho Tú Kobe. Ở trận đấu gần nhất của Sài Gòn Heat, trận đấu họ thậm chí được chơi trên sân nhà, đã có lúc dẫn điểm rất sâu nhưng cuối cùng vẫn để thua ngược. Tiến vào cận rổ của Lê Quang thì hỏng ăn. D'Angelo Hamilton vẫn là đi lô. Có kích ra không? Không được. Thế một tình huống bù rổ. Và lần này thì ok, đã có điểm cho đi lô. Kencho Buckley lập tức đẩy tốc. Sân hơi trơn nhưng Buckley thì vẫn ổn. Và lại là end one cho KB. Kencho Buckley đang thực sự khiến cho Cần Thơ Catfish đối diện một bài toán cực khó. Bằng lần lượt từng cầu thủ ra đối đầu với Kencho Buckley và hầu như họ nhận kết quả là giống nhau. Điều khác biệt có lẽ chỉ là việc trong đó thì Phú Vinh có 3 field goal và còn lại thì chưa ai có số lần dứt điểm nhiều như vậy. Kencho Buckley
Kencho Buckley tiến vào và thêm 2 điểm nữa cho Kencho Buckley. Cái lắc đầu của Quang Huy thoát xuống đáy rổ, kích ra. Hamilton chưa ném. Lần này thì sao? Pump fake tốt và có điểm được ghi. Lại một tình huống chuyền hỏng phối hợp không tốt giữa Trực Nhân và Phú Vinh. Michael Soy wide open. 3 điểm với cú ném sọt rổ nạ thình bất nét từ Michael Soy. Kencho Buckley lấy rebound một tay bắt rất dính. Nhưng sau đó thì có vẻ mặt sân đã làm khó anh. Nhưng cuối cùng thì Bam Griffin là người lấy được bóng. Tốc độ của Bam vẫn là Bam tiến thẳng vào trong, kiến tạo rất thuận lợi và điểm lại được ghi cho Cần Thơ Catfish. Hạn chế Kencho Buckley gần như là key to game của mọi đội bóng đối đầu với Second Hit. Nhưng Cần Thơ Catfish thì có một kế hoạch khác. Họ quyết định để cho Buckley thoải mái tung hoành và cố gắng hạn chế phần còn lại. Bam Griffin, bóng trong tay của Lê Khắc Đăng Khoa, một người ném trung bình khá tốt. Và đây là tình huống side step, ném 2. Đúng như tôi đã quảng cáo, có 2 điểm cho Lê Khắc Đăng Khoa. Nhưng vẫn là rebound tấn công, bóng thuộc về Saigon Heat. Họ sẽ cố gắng làm lại. Võ Kim Bản tiến vào trong, lên rổ tay trái. Và lần này thì có điểm cho Võ Kim Bản. Kim Bản cũng đã có điểm cho mình. Bam Griffin, tốc độ của Bam không được rồi, Dương Bình An thủ tuyệt vời. Và Kencho Buckley cùng với Võ Kim Bản chạy phản công. Có 2 điểm nữa từ Kim Bản. Bam Griffin, Griffin, footwork tốt và cũng có điểm sau pha thả rổ của Bam Griffin. Bóng lắc rổ đi ra ngoài. Lại là tốc độ của Bam Griffin và lần này là end one. 63% ở vạch phạt. Võ Kim Bản. Kim Bản đang được cầm bóng nhiều hơn hiệp 3. Cơ hội tốt nhưng Phú Vinh lại bỏ qua. Tuy vậy thì vẫn là thời cơ cho Saigon Heat. Hassan tiến vào trong. Contact và có điểm cho Hassan. Dù cho D'Angelo Hamilton cũng tạo ra một áp lực đáng kể, tốc độ quá nhanh ở trận đấu. Và tình huống lên rổ tay trái tốt từ Lê Khắc Đăng Khoa. Trận đấu cực kỳ hay đến lúc này. Lê Khắc Đăng Khoa đang ghi điểm tương đương với Bam Griffin, ngôi sao ghi điểm số 1 trong đội hình của Kentucky Fish. Đường chuyền tốt cho Phú Vinh, ngay lập tức là 2 điểm. Ở mặt trận tấn công cũng đã bỏ túi 12 điểm và 3 steal. Kencho Buckley thì vẫn liên tục tích cho mình những điểm số. Và rồi cũng là một pha inbound hay của Phú Vinh, một tình huống tận dụng được chiều cao và khả năng handle tốt của Kencho Buckley. 2-1, bóng vẫn được đưa tới cho Hamilton. Đây là Michael Soy. Đường chuyền lại cho Hamilton, cơ hội cho Hamilton, pump fake, 2 điểm. Kencho Buckley, Võ Kim Bản, Kim Bản đột phá tốt và có điểm cho Kim Bản. Vẫn là Buckley, rõ ràng là mặt sân cũng khiến cho Buckley handle có chút sượng. Cú ném của Hassan, một rebound cho Buckley, lần này đến lượt Kim Bản. Và Kim Bản lên tiếng. Cách biệt 2 chữ số ở phía trước với cú ném của Võ Kim Bản chưa được. Nhưng lại rebound của Hassan. Lê Quang đợi ở đáy rổ và dễ dàng có điểm cho Lê Quang. Nhưng vẫn còn cơ hội, 5 giây ở phía trước. Có lẽ Buckley sẽ tự đánh. Cú ném tuyệt vời. Một gáo nước quá lạnh cho Catfish. Huống lấy vị trí rất hay của Hassan. Kencho Buckley không vội vàng, đồng hồ của hiệp 3 bắt đầu đếm giây. Và Kencho Buckley hit the 3. Thì anh chơi cực hay cùng với Singapore Slinger. D'Angelo Hamilton khoảng trống cho Lê Khắc Đăng Khoa. Không lấy 3 mà quyết định lấy 2. Và đó là lựa chọn chính xác của Khoa Ly. Griffin đường chuyền nhanh, cú ném chính xác. Và 2 điểm cho Cần Thơ Catfish sau cú ném của Lê Ngọc Tú. Buckley đang muốn Saigon Heat đánh với một tiết tấu chậm rãi chắc chắn hơn. Hassan, Phú Vinh xin bóng. Lựa chọn tốt của Hassan. Thì Saigon Heat mới có những điểm số đầu tiên của mình trong hiệp này. Michael Soy. Rất dẻo. 2 điểm cho Michael Soy. Từ khoảng cách lên tới hàng chục. Đã có lúc Cần Thơ Catfish rút ngắn cách biệt với Saigon Heat xuống chỉ còn 1 điểm. Họ vẫn đang cố gắng để có thể làm được điều tương tự ngày hôm nay. Nhưng Richard Griffiths. Trước mặt là Kencho Buckley. Griffin switch sang Hassan. Bị double team nhưng vẫn thoát được bóng đi. Và đây là cơ hội cho Huỳnh Thanh Tâm. 3 điểm cho Cần Thơ Catfish. Phú Vinh. Bóng lại trong tay của Phú Vinh. Và lập tức Phú Vinh trả lời Cần Thơ Catfish. Ở ngưỡng 2 chữ số cho hit. Phú Vinh. Đường chuyền đẹp cho Hassan. Hassan có mismatch. Và end one cho Hassan Thomas. Huỳnh Thanh Tâm vừa rồi đã không thể kèm nổi Hassan. Khó trách anh. Chỉ trách là Saigon Heat đã đặt Hassan vào một thế cờ quá thuận lợi để chiếu tướng.
Chiều cao 1m70 của Huỳnh Thanh Tâm là quá bất lợi cả trong. Có rất nhiều khoảng trống ở cánh. Lựa chọn là ai? Võ Kim Bản. Chưa được rồi. Và lấy bóng nhanh của Michael Soi. Đây là cơ hội cho Thanh Tâm. 2 điểm cho Thanh Tâm. Catfish thì vẫn rất kiên trì bám đuổi. Cơ hội cho Catfish. Second Hit cũng đã phối hợp rất hay đến những tích tắc cuối cùng. Chỉ tiếc là không có điểm. Còn bây giờ thì Lê Ngọc Tú đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 10 điểm. Giờ là Bam Griffin. Hassan Thomas phòng thủ tốt. Tiếp tục là Bam Griffin, cú ném 3. 3 điểm cho Bam Griffin. Cơ hội vẫn còn, chắc chắn là như vậy. Để gỡ khoảng cách 7 điểm, cần phải Catfish cần ít nhất là 2 tình huống kiểm soát bóng thành công. Griffin để trái bóng trôi đi để tiết kiệm thời gian. Cần một cú ném chính xác. Nhưng không được rồi, Ebo. Và bóng lại về tay của Saigon Heat. Có lẽ là khó có phép màu cho Catfish. Đường chuyền hay. Trả lại cho Hassan. Saigon Heat không mặn mà việc ghi điểm. Và sẽ không có phép màu nào cả. Có thể khẳng định là chiến thắng cho Saigon Heat. Trận đấu khép lại ở đây. Cần thơ Catfish cũng chấp nhận là cơ hội của họ không còn, dù là trên lý thuyết, và chiến thắng cho Saigon Heat. Saigon Heat sẽ có được chiến thắng thứ 7 từ đầu mùa. Trận đấu mà Catfish cũng đã chơi rất cố gắng, có một màn trình diễn xem được trong ngày trở lại nhà thi đấu Đà Nẵng Cần Thơ.